Tao ngồi tận thờ đây. Không đánh à? Đâu đánh xét rồi nhưng xét mà người mẹ khô do nhìn này. Nước đây ra đây này. Có hết mẹ nước ở đó ấy. Vào mà đánh ngồi thấy ngồi từ nãy giờ. Tôi có việc nhờ ông có làm được. Có chuyện gì đây? Tôi có một bạn, bạn ấy bảo là nhận xét cho bạn hai cây vợt nhưng mà tay tôi hôm nay yếu quá. Hai cây vợt nào? Ông đánh không được. Ông đánh được không đây? Tôi cây nào chẳng nhảy, sợ gì cây nào ạ? Cây nào chả chiến. Đây, hai cây này. À, đây là cây iFox 90 Dragon, Dragon và Tiger. Hai cây vợt này thì nói thật với ông là nếu mà bình thường khỏe mạnh ra ấy, thì tôi đánh được, nhưng mà khổ nỗi là hôm qua bế con nhiều quá đau hết tay. Yếu à? Yếu. Thế hôm nay thì có một bạn ấy bình luận comment là như này: anh ơi, iFox 90 rồng và iFox 90 hổ thì cây nào đập thích hơn, cây nào thủ sướng hơn? Mà tay tôi hôm nay lại yếu quá, không biết làm như nào, thì hôm nay ông hỗ trợ giúp tôi cái. Ok, cái này tôi làm được. Ông cái làm mấy được. Con này tôi chiến được. Ok. Tay khỏe thì ông mới chơi được. Chiến được. Ông ok, giúp tôi nhá. Nhất trí. Cảm ơn ông. Đi, đơn giản. Hôm nay thì tôi nhận được sự ủy thác của Nam yếu các bạn ạ. Thì các bạn cùng tôi vào sân so sánh hai cây 90 Tiger và 90 Dragon. Xem 90 Dragon đập mạnh hơn hay là 90 Tiger thủ mạnh hơn nhá các bạn nhá. À, thủ sướng hơn nhá. Bắt đầu thôi. Vừa xong các bạn có thể thấy mình đã vào sân trải nghiệm thực tế cây vợt iFox 90 Dragon và iFox 90 Tiger. Thì có một điểm chung như thế này, hai cây vợt đều đầm các bạn ạ, đều đầm nhá. Còn đâu về độ cứng đũa thì cây Dragon này sẽ cứng hơn cây Tiger, mình cảm thấy vậy. Đấy là về điểm chung, còn chúng ta sẽ đi về từng kỹ thuật một các bạn nhá. Đầu tiên đó là về tấn công. Về tấn công, cây vợt, mình cảm thấy cây vợt iFox 90 Tiger này dễ vào lực hơn các bạn ạ. Do có cái đũa nó không quá cứng như với cây iFox 90 Dragon. Cây Tiger này sẽ vào lực sướng hơn, cảm giác đường cầu đi có lực hơn các bạn ạ, có lực hơn và đường cầu đi cắm hơn so với cả cây 90 Dragon. Khi mình vào lực ý, thì cảm giác là đua cứng mình chưa vào được hết lực của cây vợt, không mượn lực được của cây vợt nữa và cho cái đường cầu đi đập không được cắm cho lắm. Mặc dù cây vợt cũng đầm nha các bạn nhá. Về mặt tấn công thì mình sẽ chọn cây 90 Tiger. Còn về phòng thủ phản tạt, tì đè, thì cả hai cây mình vẫn thấy cây 90 Tiger hơn các bạn ạ. Do là cái đũa nó không cứng và nó không đầm như cây Dragon, nên là mình cảm thấy những cái quả tỉ đè phản tạt cảm giác nó thanh thoát hơn, linh hoạt hơn và dễ dàng xoay sở hơn so với cả cây iFox 90 Dragon. Do vậy, điểm số phòng thủ phản tạt thì mình vẫn
nghiêng về cây 90 Tiger. Cuối cùng về điểm số phong cầu cũng như là trái tay thì mình chấm cả hai cây này đều bằng nhau các bạn nhá. Thì cả hai cây cho những cú phong cầu đường cầu đi cao sâu, không cần mất nhiều lực các bạn ạ. Còn trái tay ấy thì cây 90 Tiger này sẽ dễ dàng hơn do cái đũa nó không quá cứng. Và các bạn để ý cho mình nhá. Những cái cây đầm đầu này, cứng đũa này thì chúng ta có một cái cách khắc phục cái điểm yếu, đó là chúng ta cầm tì cao lên phần chóp cán cầm này và chúng ta ve trái tay các bạn nhá, để triệt tiêu đi cái lực cái đầm đầu và cái cứng đũa, để sao cho một cách dễ dàng nhất và quan trọng nhất là các bạn vẫn phải đúng kỹ thuật thì cầu đi mới cao sâu được. Còn đâu về phong cầu thì điểm số bằng nhau, còn về trái tay thì mình vẫn chấm cho Tiger, còn đâu Dragon thì khó chơi lắm các bạn ạ. Tóm lại, hai cái vợt này sẽ không phù hợp với các bạn mới chơi. Các bạn có lực tay trung bình yếu thì các bạn bỏ qua luôn cho mình nhá. Còn đâu các bạn nào có thích lối chơi tấn công mạnh mẽ, uy lực, cầu sau, tay tốt thì chơi Dragon. Còn đâu các bạn nào mà tay khá thì các bạn chơi Tiger là được. Đó, thì hôm nay so sánh hai cái vợt đến đây các bạn nhá. Mình hôm nay mệt quá các bạn ạ. Các bạn có điều gì thắc mắc các bạn hãy comment phía dưới bình luận nhá, để chúng ta cùng trao đổi. Đừng quên cho xin một follow, ấn nút chuông để các bạn đón chờ những video mới và hấp dẫn nhất đến từ Episode. Episode, đồng hành cùng đam mê.